Chỉ còn vài ngày nữa, mùa du lịch sinh thái ở vùng thủ phủ trái cây Đồng Nai sẽ vào đợt cao điểm. Các nhà vườn sẽ đồng loạt mở cửa để đón du khách ghé vườn trải nghiệm, thưởng thức trái ngon. Ông Hùng tranh thủ tráng xi măng làm những con đường nhỏ dẫn vào vườn trái cây chùm trổ măng cụt, sầu riêng, mít và hy vọng năm nay sẽ đón khách du lịch đông hơn năm trước. Làm lại rất là nhiều về các cái điểm để cho bà con check-in để mà chụp hình. Đó, và cái thứ hai nữa là về chúng tôi hiện nay là đang tổ chức thêm một vấn đề là tổ chức cho cái điểm tiếp đón khách á, để hướng dẫn khách đi vào vườn nào. Chúng tôi thấy mô hình nông nghiệp mà phát triển kết hợp với lại các dịch vụ sinh thái và đón du khách thì sẽ tăng được cái lợi nhuận cho nhà vườn, nên Hợp tác xã Thanh Niên đã xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp khu sinh thái. Chúng tôi thấy rõ ràng vào vụ mùa thì bán giá được rất là cao, đưa lại cho cái giá trị trên cái mảnh đất này tăng lên gấp nhiều lần. Thay vì vào mùa thu hoạch chỉ hái trái cây bán cho thương lái, thì đến nay các nhà vườn tổ chức liên kết cùng nhau làm du lịch sinh thái đã giúp cho thu nhập của nhiều nhà vườn ở đây tăng lên gấp 2-3 lần. Trước đây thì chưa tham gia cái hoạt động du lịch, thì là các nhà vườn chủ yếu là buôn bán trái cây qua các thương lái, mua thì phụ thuộc vào thương lái. Giá cả thì là do thương lái quyết định. Từ khi mà thành lập được tổ hợp tác và hoạt động cái dịch vụ du lịch ấy, thì cái giá trị kinh tế đem lại cho người nông dân rất là cao. Thì có thể tính sơ bộ thì cũng so với đơn thuần thì là tăng 1,5-2 lần về giá trị thu nhập của bà con nông dân. Ngoài phát triển du lịch vườn, xã Bình Lộc hiện đang xây dựng các sản phẩm trái cây địa phương đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đó quảng bá và nâng tầm ảnh hưởng của du lịch sinh thái vườn vươn xa hơn. Lễ hội trái cây như là một cái giải pháp mà lãnh đạo thành phố đặt ra để thông qua cái hoạt động lễ hội này thu hút người du khách, những nhà đầu tư đến với Long Khánh và sẽ hiểu hơn về vùng đất, về con người Long Khánh, và đặc biệt là họ sẽ tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư trên địa bàn của thành phố Long Khánh, để qua đó cũng giúp cho thành phố Long Khánh ngày càng phát triển. Được mệnh danh là thủ phủ trái cây Đồng Nai, các mô hình du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Long Khánh đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hiện Long Khánh đang có đến 100 hộ đang liên kết để khai thác du lịch vườn sinh thái. Các nhà vườn đã đầu tư, phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp hơn, tạo được thiện cảm trong lòng du khách.